Ngày 28 tháng 12, cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan Trung ương Hội năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho hay, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đánh giá giữa kỳ việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021 đến 2025. Phó chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, năm qua, lãnh đạo cơ quan đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới trong phân công, chỉ đạo triển khai hoạt động theo hướng sát thực tiễn, nhiều vấn đề khó mới đã được ưu tiên tập trung chỉ đạo giải quyết. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh nhiều việc thiếu biên chế, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Nhiều ban đã chủ động cải tiến phương pháp làm việc, tin tưởng và động viên khuyến khích cán bộ kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ nét, quyết định sự thành công của hoạt động. Các hoạt động sự kiện lớn được các ban đơn vị tham mưu tổ chức theo chuỗi, phạm vi rộng, có sự tham dự của lãnh đạo đảng, nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh, vai trò, vị thế của tổ chức hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, tăng doanh thu, cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động Trung ương hội cũng cơ bản hoàn thành các nội dung trong giao ước thi đua và nghị quyết hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, về kết quả chỉ đạo phong trào, Trung ương hội đã tập trung thực hiện chủ đề năm tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở gắn với hai khâu đột phá đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Đặc biệt, Trung ương hội đã đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội và đề xuất chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái, quan tâm thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Về công tác nội bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng, kế toán đã được thực hiện công khai, minh bạch. Việc thực hiện công tác cán bộ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách lương, bảo hiểm, chế độ không đủ tuổi tái cử. Chính sách về nâng ngạch và thăng hạng chức danh nghề nghiệp và các chính sách khác liên quan đều được quan tâm thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, công bằng, khách quan, dân chủ. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, theo phó chủ tịch thường trực Đỗ Thị Thu Thảo Trung ương hội sẽ tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện chủ đề năm 2024, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Trong công tác nội bộ sẽ cần tăng cường sự phối kết hợp trong quá trình làm việc giữa các ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, thích ứng với tình hình thực tế. Với những nỗ lực trên, năm 2023, Trung ương hội có 3 tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể được tặng cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch Trung ương hội, 1 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ, 24 cá nhân được tặng danh hiệu lao động chiến sĩ thi đua cơ sở. 163 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua hội, 2 cá nhân được tặng bằng khen của đoàn chủ tịch trung ương hội.